Theo lịch dự kiến trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Liverpool đã phải diễn ra cách đây 3 tuần, nhưng do những xáo trộn từ Covid-19 nên hai đội đã phải hoãn và đá lại vào ngày 21 tháng 1 này. Ở trận bán kết tính là lượt về mới diễn ra trên sân Anfield thì Arsenal đã chơi quả cảm. Trong thế thiếu người do tấm thẻ đỏ của Saka ở ngay phút 23, pháo thủ đã tập trung chơi phòng ngự để có thể mang về trận hòa không đều và hướng tới kết quả có lợi ở trận đấu trên sân nhà tới đây. Tuy nhiên, chỉ cách đây ít ngày, thầy trò huấn luyện viên Ateta đã phải xin phép hoãn tiếp trận đấu vòng 21 giải ngoài hạng Anh với Tottenham vì không đủ lực lượng ra sân. Có lẽ Arsenal sẽ phải đưa các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu ở cúp liên đoàn nhằm bảo vệ mục tiêu giành một suất trong top 4 Premier League mùa này. Liverpool cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự với 7 cái tên không thể ra thi đấu vì các lý do khác nhau, trong đó có những ngôi sao hàng đầu như là Salah, Mane và Keita. Rõ ràng sự thiếu hụt này đã để lại những hệ lụy không nhỏ với đoàn quân của huấn luyện viên Klopp ở 5 vòng đấu gần đây, khi Liverpool chỉ có được 2 chiến thắng. Lúc này Liverpool cũng đang để đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 11 điểm tại giải ngoại hạng. Việc The có dồn toàn lực cho đấu trường League Cup hay không sẽ là toàn tính mà huấn luyện viên Klopp buộc phải cân nhắc. Arsenal chỉ còn 12 cầu thủ sau trận hòa không đều với chính Liverpool ở cúp liên đoàn và hậu vệ Suarez đã chấn thương ở trận đấu đó. Bên cạnh đó tiền vệ trụ Saka bị treo giò vì nhận thẻ đỏ, Odegaard thì xin nghỉ do Covid-19. Việc không đủ quân số sẽ khiến huấn luyện viên Ateta phải đau đầu với 11 vị trí chính thức trên sân. Trong khi đó, việc Mane, Keita và Salah chưa thể trở lại khi đang thi đấu tại Cúp Châu Phi cũng sẽ là vấn đề không nhỏ với Liverpool. Tuy nhiên, các chân sút dự bị như là Firmino, Minamino đã thông nòng ở trận gặp Brentford vừa qua và cũng là tín hiệu vui để huấn luyện viên Klopp trao cơ hội cho họ ở trận đấu sắp tới. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Liverpool khi họ đang thắng 3 trên 5 cuộc đối đầu gần nhất với Arsenal. Tuy nhiên, pháo thủ cũng chính là cái tên đã loại họ khỏi tứ kết cúp liên đoàn năm ngoái. Phong độ của Liverpool đang nhỉnh hơn khi có chuỗi 4 trận bất bại gần đây. Arsenal thì đã trải qua 3 trận chưa có thể có được chiến thắng. Ở trận này, Liverpool chấp Arsenal 1 phần 4. Mọi thứ đều chống lại Arsenal ở trận đấu này, ngoại trừ yếu tố sân nhà. Đây là giai đoạn mà huấn luyện viên Ateta không còn đủ sự lựa chọn về lực lượng, dù đây có thể là mặt trận duy nhất giúp họ mang lại danh hiệu ở mùa giải năm nay. Dưới sức ép từ giờ dàn cầu thủ trẻ của Arsenal có lẽ sẽ không đứng vững sau 90 phút. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 23 phần 4. Thống kê cho thấy phần lớn những lần gặp nhau gần đây giữa hai đội bóng có tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Cả Arsenal và Liverpool đều ưa thích lối chơi pressing và tấn công tốc độ. Đây cũng là trận đấu mà cả hai đội bóng có thể sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và sự cởi mở là kịch bản có thể xảy ra. Dự đoán, Liverpool vượt qua Arsenal với tỷ số 2-1.